Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 62 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Trước tiên thì lý do bởi vì mình mấy hôm mình không ra, bởi vì mình cũng phải thay đổi lại cách làm của kênh. Nói chung là cũng phải chỉnh sửa, với cả cũng phải tập lại cái cách mà lên hình, với cả cái cách thu âm, để làm sao mà không phải chỉnh sửa lại nhiều nhất có thể mà vẫn có thể lên hình được. Để hy vọng rằng là 5 tháng nữa thì cái kênh Phi Tùng này sẽ được bật lại kiếm tiền. Ngoài ra thì mình cũng sẽ đọc kênh ở bên kia thôi. Tuy nhiên thì cũng vì một số lý do nên là mình cũng phải thay đổi lại tên kênh và thay đổi một số thứ nữa, để tránh cái trường hợp như là kênh bên đó thì cũng sẽ bị tắt kiếm tiền như là kênh bên này. Nên là hy vọng mọi người có thể chờ đợi một chút thời gian thì mình cũng sẽ ra chuyện ngắn ở bên kênh đấy. Khi mà lên hình thì có thể là mình đọc nó sẽ không được tốt cho lắm, nên là hy vọng là mọi người hết sức thông cảm. Giờ thì chúng ta sẽ ngay bây giờ sẽ vào tập 62 của bộ truyện Trường Sinh. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì nghe những lời của Dư Nhất nói, Trường Sinh có phần lúng túng. Lúc trước khi mà Thích Huyền Minh điểm huyệt thì hắn không để ý kỹ, nào ngờ Thích Huyền Minh lại phong bế huyệt công của người này. Ngươi gọi Thích Huyền Minh đến đây cho ta. Trường Sinh nói với cả Dư Nhất. Hắn tinh thông uy thuật, đương nhiên hiểu biết về kinh mạch huyệt đạo và cũng có thể giải huyệt. Nhưng tục ngữ nói giải chuông thì phải do người buộc chuông. Thích Huyền Minh đã phong bế nhiều huyệt đạo của người này. Nếu chỉ giải một huyệt đạo, hắn lo lắng rằng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ. Đợi cho Dư Nhất đáp lời rời đi, Trường Sinh đưa mắt nhìn về phía của nữ tử Nhật Bản. Thấy sát khí trong mắt của nàng đã giảm đi nhiều, không còn phẫn nộ nhìn chằm chằm nữa, mà đang cúi đầu nhắm mắt, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Thấy vậy thì Trường Sinh hiểu rõ trong lòng, những lời trước đó của mình hẳn đã thuyết phục được người này. Không lâu sau thì Thích Huyền Minh đến. Trường Sinh thuận miệng mà hỏi. Người đã phong bế huyệt công của nàng sao? Thích Huyền Minh gật đầu. Phong bế huyệt công rất dễ khiến người ta chết ngạt đó. Ngươi thật hồ đồ, mau giải khai đi. Trường Sinh mượn cớ phê bình Thích Huyền Minh để che giấu sự lúng túng trong lòng mình. Thì ta sợ nàng ta la hét chửi bới thôi. Thích Huyền Minh bước tới, đưa tay giải khai huyệt câm cho người này. Người này vừa được giải khai huyệt câm nhưng không lập tức mở miệng. Trường Sinh càng thêm chắc chắn đối phương đã đồng ý với đề nghị của mình, bèn phất tay với hai người. Được rồi, hai người các ngươi ra ngoài trước đi, chuyện tối nay đừng nói với ai khác. Hai người gật đầu đáp lời xoay người rời đi. Đợi tiếng bước chân của hai người biến mất ở cửa ngục, Trường Sinh mới đến trước mặt của đối phương ngồi xổm xuống. Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối không nuốt lời đâu. Phong bế huyệt công sẽ ảnh hưởng đến đầu và cổ. Sau khi huyệt công được giải khai, đối phương nghiêng đầu nhìn hắn. Ngươi muốn biết điều gì? Tên ngươi đi, Trường Sinh hỏi.
Ta tên gì không quan trọng đối với ngươi đâu, nữ tử lạnh lùng mà nói. Trường Sinh cười cười nói, có vẻ tiếng Hán của ngươi lưu loát nhỉ, hơn nữa còn mang theo chút khẩu âm Trường An. Điều này chứng tỏ ngươi đã từng sống ở Trường An rất lâu. Nếu ta đoán không nhầm, ngươi hẳn là một thành viên trong những nhóm phái đoàn trước đây của Vũ Điển Chân Cung. Tất cả những phái đoàn Nhật Bản chính thức của Nhật Bản đều có ghi chép ở hộ bộ. Ta nghĩ rằng cái việc tra tên của ngươi không khó. Có lẽ là sự tán thưởng đối với cả phân tích hợp tình hợp lý của Trường Sinh, hoặc là cũng có thể cảm thấy việc che giấu tên mình không còn ý nghĩa gì nữa. Nữ tử nhìn thẳng vào mắt Trường Sinh một lúc, rồi nàng lên tiếng, ta tên Phục Bộ Hương Nại. Trường Sinh nghe tên thì gật đầu rồi đi thẳng vào vấn đề chính. Vì sao ngươi giả mạo Trương Mặc đến tìm ta? Phục Bộ Hương Nại không trả lời ngay mà im lặng nhìn thẳng vào mắt của Trường Sinh. Trường Sinh biết nàng ta muốn xác nhận điều gì, bèn nói, yên tâm, ta luôn là người giữ lời, ngươi có thể tin được ta. Lần này ta đến đây có 3 mục đích. Phục Bộ Hương Nại lạnh lùng mà nói, ta muốn xác nhận xem Võ Điển Chân Cung đã nói gì với ngươi. Ta muốn có được khẩu quyết của Hỗn Nguyên Thần Công. Và ngoài ra ta muốn giết ngươi nữa. Trường Sinh thì không hề tức giận vì Phục Bộ Hương Nại muốn giết mình. Ngược lại, hắn rất khâm phục sự thẳng thắn của nàng. Vì sao ngươi muốn xác nhận xem Vũ Điển Chân Cung đã nói gì với ta? Ngươi muốn Hỗn Nguyên Thần Công để làm gì? Và vì sao ngươi lại muốn giết ta chứ? Chúng ta cần xác nhận xem Võ Điển Chân Cung có tiết lộ bí mật hay không. Ngươi đừng hỏi bí mật đó là gì, ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu. Phục Bộ Hương Nại nói rất nhanh. Còn về Hỗn Nguyên Thần Công là tâm pháp luyện khí huyền ảo nhất của Trung Thổ. Tất cả những người luyện khí đều muốn có được nó. Về cái cuối cùng ta muốn giết ngươi. Bởi vì ngươi chính là kẻ thù tiềm tàng nguy hiểm nhất đối với cả Nhật Bản chúng ta. Trường Sinh thông qua lời nói của Phục Bộ Hương Nại suy đoán ra rằng người Nhật Bản tuy rằng nghi ngờ Vũ Điển Chân Cung nhưng vẫn chưa nắm được bằng chứng. Điều này khiến hắn yên tâm hơn. Ngoài ra thì người Nhật lo lắng về việc bản đồ bị tiết lộ. Điều này cho thấy rằng cái bản đồ long mạch đó cực kỳ là quan trọng đối với cả người Nhật Bản. Sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, Trường Sinh lại hỏi, làm sao các ngươi lại coi ta là kẻ thù lớn nhất chứ? Hình như ta chưa từng làm hại các ngươi thì phải. Phục Bộ Hương Nại không trả lời trực tiếp câu hỏi của Trường Sinh. Sau này ngươi nhất định sẽ là kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Chúng ta rất chắc chắn về điều đó. Cái gì? Các ngươi làm sao mà có thể chắc chắn được? Trường Sinh vừa khóc vừa cười. Tục ngữ nói, không sợ trộm cắp, chỉ sợ trộm dòm ngó. Bị người Nhật coi là kẻ thù số một, đây chẳng phải điều tốt lành gì. Lý do bởi chúng ta có âm dương sư giỏi nhất, Phục Bộ Hương Nại nói. Nghe những lời của Phục Bộ Hương Nại, Trường Sinh nhếch mép cười, không nói gì thêm. Hóa ra là đối phương thông qua các phương pháp như là quan sát sao và bói toán để xác nhận. Vậy cái viên ngọc trước đó ngươi tặng ta có điều gì đó kỳ lạ không? Trường Sinh lại hỏi. Tất nhiên, chúng ta biết ngươi tinh thông y thuật, vì vậy đã dày công tìm kiếm một đoạn gỗ thất hồn mà Trung Thổ không có. Phục Bộ Hương Nại nói, đeo nó ở bên người, quá nửa canh giờ sẽ khiến tinh thần mê man, hỏi gì đáp đó. Trường Sinh nghe vậy rồi gật đầu hỏi tiếp, vậy vì sao ngươi hiểu rõ về Trương Mặc như vậy? Bởi vì ta đã biến thành hình dạng của người khác, âm thầm quan sát nàng ta từ rất lâu. Phục Bộ Hương Nại nói, tuy nhiên ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta không làm gì kinh động đến nàng ta đâu, và càng không làm hại nàng ta. Tốt. Trường Sinh nghiêm mặt nói, các ngươi tốt nhất đừng động đến nàng ta, nếu không hậu quả các ngươi không thể gánh nổi đâu. Phục Bộ Hương Nại cau mày nói, lời cảnh cáo của ngươi thật thừa thãi. Sau lưng nàng ta đâu chỉ có ngươi, còn có Long Hổ Sơn và 10 vạn đại quân trong tay Trương Thiện. Tất nhiên chúng ta biết hậu quả của việc động đến nàng ta là gì. Trường Sinh không nói gì thêm, trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy.
Ta sẽ không ép ngươi quá đáng. Những gì ngươi không thể trả lời, ta cũng sẽ không hỏi. Ta sẽ thả ngươi đi. Hy vọng rằng ngươi nhớ, bao nhiêu năm qua đại đường đã tiếp nhận các sứ thần Nhật Bản để các ngươi đến học hỏi văn hóa và kỹ nghệ. Các ngươi có thể không biết ơn, tuy nhiên không thể lấy oán báo ơn, vô sỉ phản bội được. Phục bộ Hưng Nại nhướng mày cười lạnh. Hoa quốc là danh hiệu hoàng đế các ngươi ban cho chúng ta. Từ thời Hán đến nay, các ngươi luôn gọi chúng ta là người Hoa. Hoa là gì chứ? Thuận theo là Hoa, thấp bé là Hoa. Đây là một sự sỉ nhục của người Nhật Bản chúng ta. Các ngươi luôn tự cao tự đại, coi thường chúng ta. Nào đã từng đối xử chân thành chứ? Trường Sinh lạnh lùng mà nói. Kẻ vong ân bội nghĩa luôn tìm cớ cho sự vong ân bội nghĩa của mình, để bản thân cảm thấy yên tâm với sự vong ân bội nghĩa đó. Đừng nói Hoa quốc không có ý miệt thị, mà cho dù có đi nữa, thì điều đó cũng không thể trở thành cái cớ cho sự vong ân bội nghĩa của các ngươi được. 9 lần đáp ứng yêu cầu của các ngươi không biết cảm kích. Nhưng 1 lần không đáp ứng yêu cầu của các ngươi liền trở mặt. Đây chính là hành vi của kẻ tiểu nhân đó. Phục bộ Hưng Nại bĩu môi hử lạnh. Ngươi muốn nuốt lời sao? Không, tất nhiên ta sẽ không nuốt lời rồi. Ta nhất định sẽ thả ngươi đi. Trường Sinh nghiêm nghị mà nói. Nhưng ta nói trước, đây là lãnh thổ đại đường. Đừng nói ta hiện tại là quan nhất phẩm của triều đình. Dù chỉ là một thường nhân, thì ta tuyệt đối cũng không cho phép các ngươi làm loạn trên đất đại đường chúng ta đâu. Có một điều các ngươi nói đúng, ta chính là đối thủ lớn nhất của các ngươi. Các ngươi dám gây rối, ta dám giết. Các ngươi dám gây họa cho giang sơn xã tắc của đại đường, ta dám giết đến gà chó chẳng còn. Lần này thì Phục bộ Hưng Nại không nói gì, nhưng vẻ mặt bất mãn trên mặt nàng ta cho thấy nàng ta không hề sợ hãi. Trường Sinh cũng không nói thêm gì với nàng ta, gọi Thích Huyền Minh và Cai Ngục đến giải huyệt đạo và cùm xích cho Phục bộ Hưng Nại. Thích Huyền Minh không ngờ rằng Trường Sinh lại nhanh chóng thả Phục bộ Hưng Nại đi như vậy. Trường Sinh cũng không giải thích nhiều, chỉ gật đầu với hắn, ra hiệu rằng mình đã có tính toán. Đợi cho Thích Huyền Minh và Cai Ngục lui ra, Phục bộ Hưng Nại đứng dậy đi đến bên bàn thu dọn đồ đạc của mình. Trường Sinh đứng bên cạnh không ngăn cản. Không lâu sau Phục bộ Hưng Nại thu dọn, nhưng nàng ta không vội vã rời đi ngay, mà nghiêng đầu nhìn Trường Sinh. Ngươi đã làm những gì chúng ta đều biết cả đó. Tuy chúng ta mỗi người đều vì chủ, nhưng ta rất không phục phẩm hạnh và cách làm của ngươi. Nếu ngươi đồng ý, ta muốn làm một giao dịch khác với ngươi. Sao? Trường Sinh có chút bất ngờ. Ta sẽ nói cho ngươi một bí mật, Phục bộ Hưng Nại nói. Để đổi lấy điều gì? Trường Sinh hỏi. Đổi lấy một người thôi, Phục bộ Hưng Nại nói. Nghe những lời của Phục bộ Hưng Nại, Trường Sinh lập tức đoán được nàng ta muốn đổi ai. Nếu như không có gì bất ngờ thì Phục bộ Hưng Nại hẳn là muốn đổi lấy Y Hạ Quang Tử, nữ sứ thần đã mở châm cài tóc hôm đó. Vậy bí mật của ngươi là gì? Ngươi muốn đổi lấy ai? Trường Sinh tranh thủ thời gian suy nghĩ nhanh chóng. Bản đồ Long Mạch vốn do Y Hạ Quang Tử cất giữ, Phục bộ Hưng Nại muốn đổi lấy người này chắc chắn là để muốn thông qua nàng ta xác minh thật giả của bản đồ. Ta sẽ dùng một bí mật liên quan đến sinh tử và tiền đồ của ngươi để đổi lấy một người em họ của ta. Cô ấy đã bị các ngươi bắt, hiện tại đang bị giam trong ngục của Đại Lý Tự, Phục bộ Hưng Lại trả lời. Lần trước Vũ Điển Chân Cung và những người khác 2 lần cướp ngục vào ban đêm cũng là để cứu người này sao? Trường Sinh cố ý mà hỏi. Phục bộ Hưng Lại nhìn thẳng vào Trường Sinh, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Thấy đối phương nhìn chằm chằm mình, Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến một chi tiết. Đó là hôm đó sau khi mở châm cài tóc ra, khi hắn trải ra tấm bản đồ, tấm lụa vẽ bản đồ đã bị dính chặt vào nhau. Điều này chứng tỏ rằng bản đồ đã từ rất lâu rồi không được mở ra, mà trên đầu châm cài tóc có một chút rỉ xanh. Đây là loại rỉ đồng chỉ xuất hiện ở trên đồ vật đã cũ lâu năm. Nhiều dấu hiệu cho thấy rằng mặc dù châm cài tóc ở trong tay của Y Hạ Quang Tử, và Y Hạ Quang Tử cũng có thể mở châm cài tóc, nhưng Y Hạ Quang Tử lại chưa từng xem qua tấm bản đồ
ở bên trong đó. Mà Phục Bộ Hưng Đại lúc này đưa ra yêu cầu như vậy thì rất có thể là đang thăm dò. Nếu như hắn từ chối giao Y Hạ Quang Tử ra, chứng tỏ hắn chuột dạ, lo lắng Y Hạ Quang Tử ra ngoài rồi thì sẽ phát hiện bản đồ có gì đó khác thường. Nghĩ tới đây, hắn bèn nói: "Được, chỉ cần công bằng ngang bằng, có thể trao đổi." Thấy Trường Sinh lại đồng ý trao đổi, Phục Bộ Hưng Đại có vẻ hơi bất ngờ. "Ngươi thật sự bằng lòng thả người sao?" "Ta tuy là ngự sử đại phu, nhưng ta cũng có quyền xử lý phạm nhân của đại lý tự." Trường Sinh gật đầu. "Tốt." Phục Bộ Hưng Đại hạ giọng. "Được, giờ đến phiên ta. Ta sẽ nói bí mật của ngươi. Đó chính là hoàng đế của các ngươi đã từng phái người đến quê nhà của ngươi, điều tra ngươi rất kỹ lưỡng đó." "Tưởng chuyện gì? Chuyện này ta đã biết từ lâu rồi." Trường Sinh thuận miệng mà nói. Lần đầu tiên hoàng đế triệu kiến hắn thì đã từng nói về việc này. Hoàng đế cũng không giấu giếm hay là né tránh. "Vậy ngươi biết kết quả cuối cùng của cuộc điều tra là gì không?" Phục Bộ Hưng Đại hỏi. "Thì trước khi giao phó trọng trách cho ta, tiến hành điều tra cũng chẳng có gì sai mà. Điều tra thì điều tra thôi, còn có thể có kết quả gì nữa chứ?" Trường Sinh nói. "Sai rồi. Họ đã tìm thấy cái thứ mà ngươi giấu ở trong khe đá ở hang động nơi ngươi trú mưa đó." Phục Bộ Hưng Đại nói. "Cái gì? Thứ giấu trong khe đá ư?" Trường Sinh có chút nghi hoặc. "Ta cũng chẳng giấu gì mà." Phục Bộ Hưng Đại cho rằng hắn đang giả vờ, cũng không vạch trần. "Cái ngày xảy ra chuyện thì ta ở gần đó. Không chỉ nhìn thấy bọn họ tìm thấy vảy rồng mà còn nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ nữa đó." "Hả? Vảy rồng gì?" Trường Sinh càng thêm nghi hoặc. Sau khi vội vã nhớ lại, hắn mới nhớ ra là trước khi rời nhà, sau cơn mưa rồng cuối cùng đó, hắn đã nhặt được một mảnh vảy màu xanh đen ở cửa hang. Hắn thì không nhận ra đó là gì nên tiện tay nhét vào trong khe đá ở hang động. "À, ta nhớ ra rồi. Đúng là có chuyện như vậy. Nhưng mà lúc đó ta không biết cái vảy đó là cái vảy rồng." Trường Sinh nói. "Ngươi không biết nhưng có người biết. Là hai quan viên của Ti Thiên Đài ngay tại chỗ hang đá đó đã nhận ra đó là vảy rồng. Hơn nữa không phải vảy rồng bình thường mà là một mảnh nghịch lân có thể cảm ứng thiên long." Phục Bộ Hưng Lại nói đến đây thì hạ giọng. "Hai người bọn họ đã từng dùng một vật gì đó để kiểm tra mảnh vảy rồng đó. Và kết quả kiểm tra là mảnh vảy nghịch lân đó thuộc về một con yêu long." "Đương nhiên, ngươi thử nghĩ mà xem. Ngươi với yêu long cấu kết đương nhiên chẳng phải trung thần rồi." Phục Bộ Hưng Đại cười lạnh. "Họ nghĩ như vậy đó. Chắc hẳn là cũng tấu trình như vậy rồi." Trường Sinh nghe như vậy thì trong lòng run lên cầm cập, trầm giọng hỏi: "Đây là chuyện khi nào?" "Hai tháng trước." Câu trả lời của Phục Bộ Hưng Đại khiến Trường Sinh hít sâu một hơi. Hắn hiểu rõ hành động này của Hoàng thượng có nghĩa là gì. 2 tháng trước, Hoàng thượng còn phái người đến nơi hắn từng sống khi còn nhỏ. Điều này cho thấy sự đề phòng của Hoàng thượng đối với hắn đã đến mức ăn không ngon ngủ chẳng yên. Mà nếu như là hai quan viên của Ti Thiên Đài kia tấu trình như là lời của Phục Bộ Hưng Đại nói, Hoàng thượng nhất định sẽ coi hắn như là một mối họa lớn ở trong lòng. "Ngày đó ngươi thật sự có mặt ở đó sao?" Trường Sinh xác nhận thêm. Phục Bộ Hưng Đại cười lạnh. "Đó là một ngôi làng địa phận Đăng Châu tên là Vương Gia Khoan. Còn hang động ngươi cất giấu vảy rồng nằm ở phía đông của làng, đúng chứ?" "Ngươi đến đó làm gì?" Trường Sinh truy hỏi. Phục Bộ Hưng Đại nói. "Thì giống như bọn họ thôi, đều là để xác nhận thân phận của ngươi. Nhưng âm dương sư của chúng ta lợi hại hơn nhiều so với cả đám quan chức vô dụng của Ti Thiên Đài các ngươi. Và theo lão ta thấy thì ngươi không phải gian thần gây loạn, mà là trung thần giúp nước nhà yên ổn." Mặc dù những lời này của Phục Bộ Hưng Đại ít nhiều có ý chia rẽ ly gián, nhưng Trường Sinh nghe xong vẫn cảm thấy không được thoải mái. Bởi vì Hoàng thượng là người quả thật rất đề phòng hắn, điều này phạm vào điều tối kỵ là dùng người không nghi ngờ, mà nghi ngờ thì không dùng. "Vậy hai quan Ti Thiên Tài đó trông như thế nào?" Trường Sinh trầm giọng hỏi. "Một người họ Lưu, khoảng 50 tuổi,
một người họ Triệu khoảng 30 tuổi. Phục bộ Hương Nại nói, họ còn gọi nhau là Lưu Đại Nhân và Triệu Đại Nhân nữa. Trường Sinh từ từ gật đầu, hắn không quen thuộc lắm với các quan viên của Ti Thiên Đài, nhưng có tuổi tác và tên họ của họ, muốn xác nhận thật giả của chuyện này không khó. Thực ra thì chuyện này cũng chẳng cần phải xác nhận, bởi vì Phục bộ Hương Đại không cần thiết phải lừa hắn. Trường Sinh không hỏi thêm gì nữa, bước về phía cửa ngục. Phục bộ Hương Đại lớn hơn Trương Mạc vài tuổi, làm sao lại không nhìn ra tâm trạng Trường Sinh lúc này rất buồn bã, bèn nhân cơ hội thêm dầu vào lửa. Đăng Châu nằm đối diện với Nhật Bản, qua biển là châu phủ gần Nhật Bản nhất của Đại Đường. Mà ngươi lại lai lịch không được rõ ràng, bọn họ thậm chí còn nghi ngờ ngươi là con rơi người Nhật Bản nữa đó. Trường Sinh phát hiện ra Phục bộ Hương Đại đang cố ý châm ngòi ly gián, bèn cười lạnh mà đáp, ngươi tin không? Ta tin hay không đâu quan trọng, hoàng đế của các ngươi tin hay không mới là điều quan trọng đó. Phục bộ Hương Đại cười nói. Nhìn nụ cười của Phục bộ Hương Đại có chút xảo quyệt, Trường Sinh chợt nghĩ đến người Nhật Bản rất có thể đang dùng kế ly gián. Không chỉ đơn thuần là ly gián hắn mà còn đang ly gián hoàng thượng. Suy nghĩ kỹ lại, khả năng Phục bộ Hưng Đại tình cờ gặp hai quan viên Ti Thiên Đài đó là rất nhỏ. Rất có thể là người Nhật Bản phát hiện hai quan viên Ti Thiên Đài này muốn đến Vương Gia Khoan, nên mới phái Phục bộ Hưng Đại đến đó, âm thầm làm một số việc bẩn thỉu để gây hiểu nhầm cho hai quan viên đó. To hỏi lại, cái mảnh vải rồng đó là do ngươi tìm thấy trước đúng không? Trường Sinh đột nhiên dừng bước nhìn chằm chằm Phục bộ Hương Đại. Sao ngươi lại hỏi ta vậy nhỉ? Phục bộ Hương Đại nghiêng đầu nhìn hắn. Mặc dù Phục bộ Hương Đại không trả lời trực tiếp, nhưng Trường Sinh biết mình đã đoán đúng. Bởi vì khi mà một người đột nhiên bị chất vấn mà chột dạ, thường sẽ dùng câu hỏi ngược lại để câu giờ suy nghĩ đối phó. Trả lời ta đi, có hay không? Trường Sinh truy hỏi. Ta thấy rằng vấn đề này chẳng quan trọng lắm, Phục bộ Hương Đại lại nói ngược lại. À thì đúng là không quan trọng. Trường Sinh xoay người bước đi. Phục bộ Hương Đại vẫn không trả lời trực tiếp, càng làm tăng thêm sự nghi ngờ quán, đồng thời cũng khiến hắn đánh giá cao Phục bộ Hương Đại hơn một chút. Bởi vì Phục bộ Hương Đại không nói dối lừa hắn, chỉ là tránh né không trả lời. Điều này cho thấy rằng những lời Phục bộ Hương Đại nói trước đó hẳn đều là sự thật. Trường Sinh đi trước, Phục bộ Hương Đại theo hắn nửa bước. Khi sắp ra khỏi cửa ngục, Trường Sinh hỏi, người em họ của ngươi tên gì? Tên Y Hạ Quang Tử, Phục bộ Hương Đại trả lời. Trường Sinh gật đầu nói, người này bị giam trong đại lao của Đại Lý Tử, ta đi thả người vào đêm khuya không tiện. Người cứ ra khỏi thành trước, sáng mai trời sáng ta sẽ tìm cách thả người, đến lúc đó ta sẽ để cho nàng ấy đến Nam Môn gặp ngươi. Nếu đã muốn thả, tại sao lấy cớ trì hoãn chứ? Phục bộ Hương Đại lại hỏi. Trường Sinh không nói thêm gì, trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy. Ngươi đừng được đằng chân lân đằng đầu, ta biết rất rõ việc thả người này có ý nghĩa là gì, Trường Sinh lạnh lùng nói. Các ngươi biết ta là một đứa trẻ mồ côi, cho nên các ngươi cố ý để hoàng thượng nghi ngờ ta là người Nhật Bản. Nếu ta đoán không nhầm, lúc ở Vương Gia Khoan, ngươi hẳn đã cố ý gây hiểu nhầm cho hai quan viên đó, thậm chí còn để lại cái gọi là bằng chứng. Lần này ta lại thả Y Hạ Quang Tử, chắc chắn triều đình sẽ nghi ngờ ta là người Nhật Bản. Nhưng mặc dù vậy, ta vẫn sẽ giữ lời mà thôi. Phục bộ Hương Đại có chút căng thẳng, Trường Sinh không nói thêm gì nữa, đi thẳng ra khỏi nhà giam. Lúc này Dư Nhất và những người khác đang đợi bên ngoài nhà giam, thấy Trường Sinh đưa Phục bộ Hương Đại ra, mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Đi đi, ta không tiễn người nữa, Trường Sinh bình tĩnh nói. Mọi việc nên dừng lại ở mức độ vừa phải thôi. Nếu triều đình nghi ngờ thân phận của ta, thì ta cũng chỉ có thể ra tay tàn nhẫn với người Nhật Bản để chứng minh ta và các ngươi không cùng một ruột thôi, nhớ đó. Phục bộ Hương Đại không ngờ Trường Sinh lại nói như vậy, thấy vẻ mặt Trường Sinh lạnh lùng cũng không dám tùy tiện mở miệng, gật đầu với Trường Sinh rồi đạp đất mượn lực thi triển thân pháp nhanh chóng lao về phía nam. Đợi Phục bộ Hương Đại rời đi rồi, Dư Nhất và những người khác tiến lại gần. Là thuộc hạ, họ cũng không tiện chủ động hỏi, chỉ có thể dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Trường Sinh mà thôi.
Lại nói sau khi mà phục bộ Hương Nại rời đi rồi, Dư Nhất và những người khác tiến lại gần. Là thuộc hạ, họ cũng không tiện chủ động hỏi, chỉ có thể dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Trường Sinh chờ đợi. Ta đã làm một giao dịch với nàng, Trường Sinh nói ngắn gọn. Nghe hắn nói như thế, mọi người đại khái đã hiểu. Trường Sinh cần phải nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, cũng không nói thêm gì nữa, một mình trở về chỗ ở, nằm trên giường trầm tư mà suy nghĩ. Hắn cần phải suy nghĩ lại hai việc. Thứ nhất là những lời của phục bộ Hương Nại nói với hắn trước đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, phục bộ Hương Nại đang nhân cơ hội trao đổi y Hạ Quang Tử để ly gián hắn. Mà muốn ly gián thì phải có lý do. Vì vậy mà phục bộ Hương Nại mới nói ra cuộc đối thoại sau khi mà các quan ti viên thiên đài phát hiện ra vảy rồng. Hắn muốn tìm hai quan viên này không khó, rất dễ dàng có thể xác nhận thật giả của những lời này của phục bộ Hương Nại có phải thật hay không. Cho nên phục bộ Hương Nại không thể nói dối. Phục bộ Hương Nại vừa nói ra chi tiết, vừa để lộ ra ý đồ xấu xa của họ, đó là khiến Hoàng thượng nghi ngờ thân phận của hắn. Hắn là một đứa trẻ mồ côi, muốn khiến cho Hoàng thượng nghi ngờ hắn là người Nhật rất là đơn giản. Chỉ cần để lại một chút manh mối giả tạo cho hai quan viên ti thiên đài đó phát hiện là được. Con người đều có một tật chung, đó là cực kỳ tin tưởng vào phán đoán của mình, nhưng lại bỏ qua việc liệu căn cứ để đưa ra phán đoán đó có phải sự thật hay không. Và điều tệ nhất là trước đó, vì lo lắng cho sự an toàn của Võ Điển Chân Cung, hắn lại đến đại lao của đại lý tự xem xét, tình cờ gặp Võ Điển Chân Cung và những người khác cướp ngục vào đêm khuya. Chuyện này không thể giấu được, chắc chắn đã đến tai của Hoàng thượng. Ban đầu Hoàng thượng có thể nửa tin nửa ngờ về những manh mối mà hai quan ti viên thiên đài mang về. Nhưng giờ biết chuyện này thì rất có thể sẽ nghi ngờ hắn đến đại lý tự trước đó là để thông đồng với cả Võ Điển Chân Cung và những người khác. Mà sau đó hắn còn mời Võ Điển Chân Cung ăn một bữa cơm, lại hỗ trợ nàng ta xông vào đại lao của đại lý tự và cuối cùng là toàn thân trở ra. Tiếp theo hắn còn đích thân ra mặt thả y Hạ Quang Tử. Người khác không biết tại sao hắn làm như vậy, chỉ dựa vào vẻ bề ngoài để phân tích phán đoán, hắn chính là có hiểm nghi thông đồng với cả người Nhật Bản nhất. Làm thế nào để xóa bỏ nghi ngờ của Hoàng thượng, đây là một việc cực kỳ cấp bách. Vấn đề thứ hai hắn cần suy nghĩ là hậu quả của việc thả ra y Hạ Quang Tử. Hắn có 7 phần chắc rằng là y Hạ Quang Tử chưa từng xem bản đồ trong châm cài tóc. Hành động này của đối phương chỉ là hư chiêu, vì vậy hắn mới dám thả người. Lùi một bước, cho dù là y Hạ Quang Tử có xem bản đồ đi nữa, thì họ cũng không có bằng chứng trực tiếp về việc Võ Điển Chân Cung đã cấu kết với hắn. Mà lùi thêm một tí nữa, thì cho dù họ có xác định được Võ Điển Chân Cung cấu kết với hắn, thì Võ Điển Chân Cung cũng sẽ không gặp nguy hiểm, bởi vì họ biết rõ mối quan hệ giữa hắn và Võ Điển Chân Cung. Võ Điển Chân Cung đối với cả họ vẫn còn giá trị lợi dụng rất là lớn. Suy nghĩ thật lâu thì Trường Sinh đã đưa ra quyết định phải thả người. Nhưng mà trước khi thả người phải dâng tấu cho Hoàng thượng. Cái chuyện bản đồ Long Mạch nhất định phải để Hoàng thượng biết được. Trường Sinh sau khi quyết định xong liền xuống giường lấy đồ dùng trong thư phòng ra. Nhưng sau khi mải mực xong thì lại chần chừ không viết. Tấu chương này quả thật không dễ viết, bởi vì liên quan đến Long Mạch. Hắn biết mình tuyệt đối sẽ không làm tổn hại Long Mạch Đại Đường, nhưng Hoàng thượng chưa chắc đã tin hắn. Và nếu như Hoàng thượng không tin tưởng hắn, sẽ lấy bản đồ Long Mạch đi giao cho người khác xử lý. Ban đầu hắn dự định là sau khi mà quyên góp đủ quân nhu và lương thực cứu trợ thiên tai cho triều đình, thì sẽ chủ động từ chức hộ bộ thượng thư, để tránh cho Hoàng thượng nghi ngờ hắn nắm giữ hộ bộ, cùng với cả 10 vạn đại quân do Trương Thiện thống lĩnh sẽ uy hiếp đến Hoàng quyền. Nhưng nếu Hoàng thượng giao bản đồ Long Mạch cho người khác xử lý, thì hắn và đại đầu sẽ không còn đường lui nữa. Sau khi quyên góp đủ quân nhu và lương thực cứu trợ thiên tai, như vậy hắn và đại đầu sẽ đi đâu về đâu đây? Quan trọng nhất là ngoài nhóm người của hắn, hắn còn không yên tâm để cho người khác xử lý Long Mạch và Điện Chi. Đây là đại sự liên quan đến vận mệnh quốc gia của Đại Đường. Đối thủ lại là một lượng lớn võ sĩ Nhật Bản có sự chuẩn bị và quyết tâm chiến thắng. Nếu giao cho người khác làm, đối phương chưa chắc đã làm tốt, vạn nhất làm hỏng sẽ tổn hại toàn bộ đại cục. Do dự thêm hồi lâu,
Cuối cùng là Trường Sinh quyết định bắt đầu viết. Mở đầu là trực tiếp nhận tội. Tội danh đầu tiên là tư pháp. Nhà họ Ni kinh doanh nhiều năm, ở trong quá trình kiếm lời thì không tránh khỏi có những hành vi bất hợp pháp. Hắn biết rõ nhà họ Ni có hành vi tích trữ đầu cơ và những hành vi bất hợp pháp khác, nhưng vẫn thả cho những người nhà họ Ni rời khỏi Trường An. Không công bằng chấp pháp, đại nghĩa diệt thân. Còn tội danh thứ hai là phạm thượng. Hoàng thượng sáng suốt nhìn thấu mọi việc, biết hắn có tình ý với cả Trương Mặc, cũng phát hiện Trương Mặc có ý với hắn, không chỉ bác bỏ đề nghị của các đại thần muốn nạp Trương Mặc làm phi, mà còn không tiếc mang tiếng đoạt tình thường, ra lệnh cho hắn rời khỏi Long Hồ Sơn và ban hôn cho hắn. Ban hôn là đại sự cả đời. Hành động này của hoàng thượng như tái tạo ân tình. Dù là hắn hay là Trương Mặc thì đều vô cùng cảm kích, khắc cốt ghi tâm. Nhưng hắn nhận ân huệ to lớn của hoàng thượng, vậy mà lại luyến tiếc cuộc sống đạo môn. Tuy thân ở Trường An nhưng vẫn nhớ nhung người quen ở Long Hồ Sơn, chưa từng từ bỏ đạo tịch của mình để mà cho mình đường lui trở về sư môn sau này. Và tội danh thứ ba chính là lạm dụng hình phạt. Khi xử lý quan lại Tế Châu, hắn đã tự ý chém đầu rất nhiều quan chức địa phương mà không báo cáo. Lúc đó hắn nghĩ thà mình mang tiếng xấu cũng phải giết cả dọa khỉ, nhanh chóng chấn chỉnh lại lại trị để báo đáp ân tình chi ngộ và ân hôn của hoàng thượng, nhưng lại bỏ qua cái việc hành động này của mình quá kiêu ngạo, làm tăng uy phong của mình mà làm giảm uy nghiêm của hoàng thượng. Mục đích chính của việc nhận tội là bày tỏ thái độ của mình với hoàng thượng. Hoàng thượng quá thông minh, hắn không dám lừa hoàng thượng. Dù là lừa dối có thiện ý, hắn cũng không dám. Thay vì tự cho mình là thông minh mà nói dối lừa gạt, thì chi bằng nói thật để hoàng thượng quyết định. Và đồng thời hắn cũng mượn việc nhận tội để cho hoàng thượng biết hắn và Trương Mặc đều mang ơn hoàng thượng. Hơn nữa hắn là một người nhàn vân giã hạc, luôn muốn trở về Long Hồ Sơn làm một đôi thần tiên quyến lữ với cả Trương Mặc. Người nào đáng sợ nhất chứ? Người không có gì là đáng sợ nhất. Hắn có Trương Mặc, có bằng hữu đồng đạo ở Long Hồ Sơn, hắn có điều vướng bận tuyệt đối sẽ không tạo phản đâu. Mà sau khi nhận tội thì hắn phải thỉnh cầu, kể rõ ràng mọi chuyện về bản đồ Long Mạch cho hoàng thượng, bao gồm cả việc hắn lo lắng cho Võ Điền Chân Cung mà đến đại lý tự tìm hiểu, cũng như là những gì mà Võ Điền Chân Cung đã nói về việc Nhật Bản đã phái hàng ngàn võ sĩ đến Trung Thổ. Còn có việc hắn làm giả bản đồ để đánh lừa kẻ địch, và chuyện tối nay phục bộ Hưng Nại ly gián và đòi y Hạ Quang Tử, tất cả đều phải bẩm báo trung thực, cuối cùng xin hoàng thượng chỉ thị có nên thả y Hạ Quang Tử hay không. Tiếp theo, cái việc thứ hai cần thỉnh cầu chính là Lý Trung Dung và Trần Lập Thu. Trần Lập Thu chiếm cứ các vùng như là Thân Châu và Thư Châu là sư huynh của hắn. Hắn có ý định đến thuyết phục họ đầu hàng, mà hai người bọn họ cũng có ý định quy thuận. Nhưng vì trước đây Trần Lập Thu đã ám sát Hoàng Quận Vương cho nên khó thực hiện được. Hắn biết rõ hoàng thượng đề cao hiếu đạo và nhân nghĩa, thật là không nên đề xuất việc chiêu an hai người này với hoàng thượng. Nhưng lại không đành lòng nhìn hai người họ ngồi chờ chết, nên hắn xin hoàng thượng chỉ thị hắn nên xử lý việc này như thế nào. Lý do tại sao lại đề cập đến việc Trần Lập Thu và Lý Trung Dung trong tấu chương thì cũng là một quyết định cực kỳ tức thời. Bởi vì hoàng thượng chắc chắn biết quan hệ của hắn với cả hai người họ, chỉ là không nói ra mà thôi. Trong lúc này hắn có thể không có thái độ. Không có thái độ chính là mơ hồ, mà mơ hồ chính là bất trung. Rất nhiều chuyện càng kéo dài càng tệ. Nếu chuyện này cứ tiếp tục kéo dài, đợi đến khi mà tân quân huấn luyện xong, hoàng thượng nhất định sẽ phái tân quân đi dẹp loạn. Có đôi khi không thể trách người khác đa nghi, cũng phải xem xét lại hành vi của mình có khiến đối phương nghi ngờ hay không. Nếu như là không có định trộm dưa hái táo thì đừng làm những việc khiến người ta hiểu nhầm. Không có việc gì cứ chạy đến ruộng dưa thì đừng trách người ta nghi ngờ là ngươi muốn trộm dưa. Bản thân không biết chủ động tránh hiểm nghi, kết quả bị người ta nghi ngờ, lỗi ở mình, đáng đời thôi. Tiếp theo là cái việc thứ ba cần thỉnh cầu, là sau khi chấn chỉnh lại trị, quyên góp đủ tiền bạc và lương thực cho triều đình, hắn muốn từ chức hộ bộ thượng thư và ngự sử đại phu, dẫn đại đầu và những người khác đi ngăn chặn võ sĩ Nhật Bản bảo vệ Long Mạch Đại Đường.
làm người phải có chừng mực. Đừng trách người ta chim hết thì cung mất. Chim đã hết, cung đừng nên kiêu ngạo, nhảy nhót lung tung làm gì. Nên nhường vị trí thì nhường vị trí. Đừng để công cao hơn chủ, tự mình tìm một nơi ẩn náu. Đừng tạo thành uy hiếp cho người ta, người ta sẽ không qua cầu rút ván. Bản tấu chương này được viết mất khoảng một canh giờ. Dù Trường Sinh cố gắng viết ngắn gọn, dung lượng vẫn rất dài. Sau khi viết xong, Trường Sinh lại cẩn thận đọc lại một lượt, trầm ngâm thật là lâu, rồi thêm vào mấy câu. Chỉ nói mình là một người dân quê mùa, không bằng danh lợi, được Hoàng thượng coi trọng, nhận đại ân của Hoàng thượng, mới dám mở lại triều đình, thay Hoàng thượng dẹp bỏ hoạn quan, chấn chỉnh lại trị, cứu trợ dân sinh cho Hoàng thượng. Ý ngoài lời quán là không muốn làm quan to, và cũng không muốn mưu cầu danh lợi, và càng không muốn tự cho mình là cao nhân thế ngoại, cứu thế giúp đời gì. Trương Thiện nói đúng, Hoàng thượng cũng là người. Chỉ cần là người thì có nhân tính. Hoàng thượng cần bề tôi trung nhân ái quốc. Nhưng khi trung quân và ái dân xảy ra xung đột, thì bề tôi này phải đặt trung nhân lên trước ái dân. Hắn muốn bày tỏ với Hoàng thượng chính là ý này. Hắn vì trung quân mà ái dân, chứ không phải vì ái dân mà trung quân. Còn đến ngày thật sự phải lựa chọn giữa trung quân và ái dân, hắn sẽ lựa chọn như thế nào? E rằng ngay cả bản thân hắn cũng chẳng biết. Nhưng hắn cần phải để Hoàng thượng cho rằng hắn thật sự đặt trung quân lên trước ái dân. Viết xong tấu chương rồi, Trường Sinh lấy từ trong ngực ra bản đồ long mạch kẹp vào trong, đích thân đi gọi Dương Khai dậy, lệnh choán lập tức vào cung trước khi thiết triều phải tự mình trình tấu lên Hoàng thượng. Thấy Trường Sinh trịnh trọng như vậy, Dương Khai không dám chậm trễ, ăn mặc chỉnh tề rồi lập tức lên đường. Sau khi tiễn Dương Khai đi, Trường Sinh trở về phòng ngủ, ngã đầu liền ngủ. Tiếp đó Trường Sinh bị sai dịch đánh thức. Trước khi đại đầu đi đã dặn sai dịch mỗi sáng sớm mang cơm đến cho hắn. Sau khi thức dậy rửa mặt, hắn ăn cơm một mình. Giờ thìn thì Dương Khai trở về. Trường Sinh vẫn luôn lo lắng chờ đợi tại đại sảnh. Thấy Dương Khai vừa đến gần, liền đứng dậy nghênh đón. Sao, Hoàng thượng có hồi âm không? Có. Dương Khai lấy từ trong ngực ra tấu chương. Hoàng thượng đã xem tấu chương trước mặt ta. Sau khi xem xong thì đã viết vài lời lên trên đó. Ta không nhìn thấy viết gì đâu. Trường Sinh nhận lấy tấu chương mở ra xem. Tấu chương này là do chính hắn viết trước đó, cùng với cả tấm bản đồ cũng được kẹp vào nguyên vẹn. Đối với cả những việc hắn tấu trình, Hoàng thượng đã dùng bút son phê duyệt từng việc một. Đối với cả việc hắn thả người nhà họ Ni, phê duyệt là nhà họ Ni đối đãi với cả ngươi rất hậu, ngươi che chở bảo vệ họ là lẽ thường tình. Còn đối với cả việc hắn giữ lại đạo tịch Thượng Thanh, phê duyệt là không quên quá khứ, không phụ người cũ. Còn đối với việc hắn chém đầu rất nhiều quan lại Tế Châu, phê duyệt là thời kỳ đặc biệt, làm việc đặc biệt, không có gì không ổn ở đây cả. Còn đối với cả chuyện bản đồ Long Mạch và người Nhật, phê duyệt của Hoàng thượng là việc liên quan đến quốc gia cực kỳ quan trọng, cần cân nhắc thận trọng, toàn quyền quyết định. Còn đối với cả chuyện Trần Đập Thu và Lý Trung Dung, phê duyệt của Hoàng thượng là không có công lao to lớn, khó bù đắp tội lỗi lớn lao. Còn cuối cùng là đối với việc hắn xin từ chức sau khi mà chấn chỉnh lại trị và làm đầy quốc khố, đi ngăn chặn võ sĩ Nhật Bản bảo vệ Long Mạch Đại Đường, Hoàng thượng không phê duyệt riêng mà viết một câu ở cuối tấu chương: lưu danh sử sách ngày Thái Bình, rồng về biển lớn, hổ về núi. Đợi cho Trường Sinh xem xong tấu chương với vẻ mặt vui mừng, Dương Khai nói bên cạnh: đại nhân, sáng nay thiết triều, Hoàng thượng đã hạ chỉ rồi, phong thêm cho ngài chức phiêu kỵ đại tướng quân đó. Nghe Dương Khai nói, Trường Sinh không cảm thấy bất ngờ. Phiêu kỵ đại tướng quân là chức quan võ nhất phẩm. Hoàng thượng phong thêm choán chức này có hai ý.
Một là đồng ý cho hắn từ chức hộ bộ thượng thư và ngự sử đại phu sau này. Hai là chuẩn bị sớm cho việc hắn thống lĩnh quân đội ra trận sau này. Lúc này thì Trường Sinh tâm trạng rất tốt, liền gọi Dư Nhất đến, viết thư tay đóng dấu quan ấn, bảo nàng mang đến đại lý tự đưa cho Y Hạ Quang Tử, thả Y Hạ Quang Tử ra, rồi đưa đến Nam Môn. Đây là giao ước của hắn với Phục Bộ Hưng Nại, đã hứa thì nhất định phải làm, cho dù đối phương là kẻ địch quán đi nữa. Đợi Dương Khai và Dư Nhất rời đi, Trường Sinh cẩn thận cất bản đồ đi, một lần nữa xem xét kỹ lưỡng những lời phê son đỏ trên tấu chương. Đối với cả những việc hắn tấu trình, Hoàng thượng hầu như là đều chấp thuận. Ngay cả cái chuyện Trần Lập Thu cũng có đường sống. Ý của Hoàng thượng là cũng rất rõ ràng. Trần Lập Thu đã gây ra tội lớn, trừ phi phải lập được công lớn, nếu không sẽ không thể chiêu an được. Có đường sống là tốt rồi, ít nhất là có hướng để cố gắng. Trường Sinh thì rất vui. Không chỉ vì Hoàng thượng tuyệt đối tin tưởng hắn, mà còn là vì hắn đã đưa ra quyết định đúng đắn. Sự thật chứng minh rằng ngàn vạn lần đừng chơi trò tâm cơ với cả người có địa vị cao. Người có địa vị cao có thể có địa vị cao là một lý, là có lý do của nó. Bất kỳ một tâm cơ nào cũng có thể phản tác dụng. Cứ nói thẳng sự thật, còn để lại đối phương quyết định. Theo lý mà nói, tấu chương đã được Hoàng thượng phê duyệt thì không thể hủy hoại. Nhưng tấu chương này liên quan đến quá nhiều bí mật, Trường Sinh không dám giữ lại. Sau khi xem kỹ nhiều lần, chỉ có thể đốt gần lửa. Công việc của ngự sử đài đã được giải quyết trong lúc chờ Dương Khai trở về. Trường Sinh gọi Hắc công tử ra, dẫn nó ra ngoài chuẩn bị đến hộ bộ. Vừa ra khỏi cửa liền thấy có người từ phía đông vội vã chạy đến. Nhìn kỹ lại thì là người hầu của Thái Bình khách sạn, tối qua đã từng đến đây rồi. Người đến thì cũng nhìn thấy Trường Sinh bước nhanh đến. Đại nhân, tổng trưởng quầy mời ngài qua đó một chuyến. Được rồi, ngươi cứ về trước đi, Trường Sinh thuận miệng mà nói. Trước đó hắn đã nhờ Tống Tài để ý đến pháp khí đạo gia và bí kíp thần thông của Phật môn. Tống Tài phái người đến mời, chắc hẳn là có manh mối về những việc hắn đã dặn dò trước đó. Đại nhân à, tổng trưởng quầy bảo ngài đến ngay lập tức đó, người hầu nói. Nghe người hầu nói thì Trường Sinh có chút bất ngờ. Sao, rất gấp ư? Dạ, đúng vậy đại nhân. Nhìn vẻ mặt của tổng trưởng quầy hình như rất là gấp gáp. Lại nói thì Trường Sinh vốn là định đến hộ bộ, nhưng mà nghe người hầu nói vậy, bèn đến Thái Bình khách sạn trước. Tống Tài vốn là người trầm ổn, không hấp tấp, trừ phi là đang có chuyện rất khẩn cấp, nếu không tuyệt đối sẽ không phái người thúc giục như vậy. Đến Thái Bình khách sạn, Tống Tài đang lo lắng chờ đợi. Thấy Trường Sinh vừa đến, lập tức mời hắn vào trong mật thất để nói rõ nguyên do. Không phải là pháp khí đạo Phật, cũng chẳng phải bí kíp thần thông, mà là tọa kỵ. Trước đó thì Trường Sinh đã từng nhờ hắn để đến những con ngựa tốt. Trường Sinh hiện giờ là ông chủ của hắn. Những việc mà ông chủ dặn dò, Tống Tài đương nhiên là luôn ghi nhớ và ưu tiên xử lý. Công việc chính của Thái Bình khách sạn là bán đấu giá ký gửi, đồng thời còn kiêm luôn cả ngân hàng, có chi nhánh trên cả nước. Tống Tài ngay lập tức đã truyền tin ra ngoài, nhờ các chi nhánh để đến những con ngựa tốt. Hễ là có tin tức thì phải lập tức báo cáo bằng chim bồ câu đưa thư. Và cũng thật trùng hợp, lần trước thì hai người còn nói về việc hãn huyết bảo mã là vật của nước Đại Uyển, không dễ có được. Lần này lại nhận được tin tức về hãn huyết bảo mã. Chẳng là nước Đại Uyển cách đây không lâu đã xảy ra nổi loạn, quân phản loạn tấn công vào thủ đô. Lão quốc vương tử nạn, hoàng tử và một số hoàng thân quốc thích nhân lúc hỗn loạn đã trốn thoát. Lúc đầu thì đoàn người chạy trốn rất đông, có gần 100 người. Trên đường đi về phía đông thì đã bị quân truy đuổi giết chết một số. Giữa đường lại bị bọn cướp địa phương chặn lại không ít. Đại Huyền thì cách nhà đường tới 12,000 dặm. Khi mà tới biên giới phía bắc của nhà đường là Long Sơn Đạo, thì cả đoàn chỉ còn lại vài người. Vàng bạc mang theo khi chạy trốn cũng bị cướp sạch. Nhóm hoàng tộc Đại Huyền lưu lạc hiện nay đang ở Đình Châu thuộc Long Sơn Đạo.
đã có không một xu dính túi. May mà khi chạy trốn có mang theo 3 con hãn huyết bảo mã thuần trùng. Trong lúc túng quẫn chỉ có thể bán ngựa để lấy tiền lộ phí. Những hoàng tộc lưu lạc này biết rõ sự quý giá của hãn huyết bảo mã và cũng biết người Trung Nguyên rất ưa chuộng chúng, cho nên không tùy tiện bán rẻ mà ủy thác cho một thương đội ở Đình Châu bán đấu giá. Và thời gian ấn định chính là giờ ngọ ngày 15 tháng này. Sao? 15 ư? Trường Sinh đột nhiên cau mày lại. Hôm nay đã là 13 rồi còn gì. Đình Châu ở tận biên giới phía Tây Bắc, cách đây e rằng phải đến 5.000 dặm. Đúng vậy, Đình Châu nằm ở sa mạc phía Tây Bắc, cách Trường An khoảng 5.800 dặm. Như vậy thì làm sao mà kịp? Trường Sinh lắc đầu mà nói. Chúng ta có một chi nhánh ở Đình Châu, xem ra chỉ có thể gửi thư nhờ họ đến tham gia đấu giá mà thôi. Tống Tài lắc đầu mà nói. Ấy chết, đại nhân không biết rồi. Đình Châu ở xa tận chân trời, thế lực của chúng ta ở đó không lớn, mà hãn huyết bảo mã chính là thần vật trong các loài ngựa, vua của các loài ngựa trên đất liền. Những người mà có muốn có được chúng thật sự là quá nhiều. Trường Sinh trầm ngâm một lát rồi nói. Vậy thư từ bên đó gửi về đâu? Đưa ta xem nào. Tống Tài lấy thư ra đưa cho Trường Sinh. Trường Sinh nhận lấy thư nhanh chóng đọc. Cũng bởi vì là do chim đưa thư gửi về nên giấy tờ rất nhỏ, viết cả hai mặt đại ý là những gì Tống Tài vừa nói. 2 ngày thì ta có thể kịp thời đến đó. Trường Sinh cau mày lại. Tuy nhiên chỉ có một mình ta có thể đến, không thể mang theo tùy tùng được. Đại nhân, Đình Châu là nơi rồng rắn lẫn lộn, có rất nhiều bọn cướp từ các nước Tây Phực. Đại nhân đi một mình như vậy e rằng không ổn đâu. Tống Tài nói tới đây thì hơi dừng lại, rồi nói tiếp. Theo ta được biết thì Long Hồ Sơn có 2 con hạc trắng thì phải. Chưa đợi Tống Tài nói xong, Trường Sinh đã phẩy tay cắt ngang lời quán. Không được, hiện giờ Trương Chân Nhân đang bận rộn huấn luyện tân quân, không thể rời đi được. Hơn nữa chuyện này ta cũng không muốn làm phiền bọn họ. Đại nhân hãy suy nghĩ kỹ đi. Tống Tài không khỏi lo lắng. Đại nhân là trọng thần của triều đình, thân thể quý giá ngàn vàng, tuy võ công cao cường nhưng đi một mình đường xa như vậy vẫn nguy hiểm lắm. Không sao đâu, Đình Châu là lãnh thổ của Đại Đường, ta có thể điều động quan binh ở đó. Trường Sinh thuận miệng mà nói. Đại nhân à, theo ta được biết thì thế lực lớn nhất ở Đình Châu không phải là quan phủ. Tống Tài nói. Không cần lo lắng chuyện đó, ta tự có chừng mực. Trường Sinh thuận miệng. Mà ngươi cảm thấy muốn mua 3 con ngựa này cần bao nhiêu tiền? Hãn huyết bảo mã là thần vật như vậy, có giá không có thị trường. Ta cảm thấy mỗi con ít nhất cũng phải 10 vạn lượng bạc trắng đó. Tống Tài nói xong thì bổ sung thêm một câu. Chắc chắn không chỉ đâu, ta nói là ít nhất 10 vạn lượng. Trường Sinh không nói thêm gì. Sau một hồi trầm ngâm thì hắn đứng dậy nói. Chúng ta ở Đình Châu buôn bán không lớn, nếu quy ra bạc trắng ước chừng khoảng được 500.000 lượng. Trường Sinh nói. Thái Bình khách sạn có vật gì quý giá nhẹ nhàng không? Mang cho ta một ít. Thấy Trường Sinh đã quyết định, Tống Tài không khuyên can nữa. Vâng, ta sẽ đi chuẩn bị ngay. Sau đó Trường Sinh xoay người bước đi. Được rồi, giờ ta ra ngoài thay móng cho ngựa, lát nữa sẽ quay trở lại. Trường Sinh nhanh chóng rời khỏi Thái Bình khách sạn. Hắn đã sống ở Trường An nhiều ngày, rất quen thuộc với Trường An. Tìm được một tiệm rèn để thay móng cho Hắc công tử, sau đó quay trở lại Thái Bình khách sạn. Tống Tài đã chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, vừa thấy Trường Sinh trở về lập tức đưa choán một bọc đồ. Đại nhân, trong này có một chuỗi 108 viên huyết linh châu, được làm từ sừng tê giác máu. Sừng tê giác là vật báu quốc gia, có thể trừ tà thông linh. Đeo bên mình có thể nhìn thấy âm hồn quỷ mị, giải được độc thi. Giá trị cao lắm, khó mà ước lượng. Ngoài ra còn có một viên dạ minh châu nữa, là lấy từ xương sườn cá sấu to bằng trứng gà. Ban đêm có thể chiếu sáng 5 trượng, thấy được cả sợi tóc, cũng là bảo vật vô giá đó. Ngoài ra thì còn có một bức tranh trung quỳ của họa thánh Ngô Đạo Tử và một bức thư pháp trăm chữ của Nhan Chân Khanh, đều là những vật hiếm có. Được, ta biết rồi. Trường Sinh nhận đồ rồi xoay người bước đi. Tống Tài vội vàng đi theo tiễn. Trường Sinh vừa đi vừa nói.
ba con ngựa này dù ta có được hết thì cũng chỉ có thể giữ lại hai con. Nhất định phải dâng lên cho hoàng thượng một con. Ngươi tiếp tục để ý, nếu còn tọa kỵ tốt nào thì vẫn phải tìm giúp ta đó. Tống Tài gật đầu đáp ứng. Sau đó Trường Sinh lên ngựa trở về ngự sử đài thay thường phục, mang theo binh khí. Sau đó gọi theo Dương Khai đến dặn dò vài câu. Cũng không nói là đi đâu làm gì, chỉ nói là sẽ đi vài ngày. Sớm thì 7 ngày, muộn thì 10 ngày nhất định sẽ trở về. Rời khỏi ngự sử đài thì Trường Sinh lại đến hộ bộ, triệu tập Tả Hữu Thị Lang, giao bất quyền cho bọn họ. Lần này hắn đi hơi lâu, phải giao lại quyền cho hai phó tướng. Hộ bộ quản lý dân sinh cả nước, công việc hàng ngày tuyệt đối không thể trì hoãn. Trong thành thì không thể phi ngựa. Sau khi ra khỏi Tây Môn, hắn lập tức giật dây cương thúc ngựa. Hắc công tử ngẩng đầu vung đuôi, phi như bay. Lại nói thì bản thân chính là đại thần triều đình, không thể tùy tiện rời khỏi Trường An. Trường Sinh là quan lại đứng đầu hai bộ, quan nhất phẩm, càng không thể tùy ý rời khỏi chức vụ. Nhưng lần này hắn ra ngoài cũng có lý do chính đáng, đó là đi tìm tọa kỵ tuyệt thế cho hoàng thượng. Hắn thì luôn ghi nhớ lời nhắc nhở của Trương Thiện, hoàng thượng cũng là người, cũng có sở thích và ghét bỏ. Nếu hắn có thể mang về ba con hãn huyết bảo mã, chia hết cho Dương Khai và những người khác, một con cũng không cho hoàng thượng, thì trong lòng hoàng thượng chắc chắn sẽ không vui. Nhất định phải tặng cho hoàng thượng một con, dù hoàng thượng không cưỡi cũng phải tặng cho ngài. Vừa phi ngựa, Trường Sinh vừa suy nghĩ. Lời phê bình của hoàng thượng trước đó khiến hắn rất vui. Điều này cho thấy rằng hoàng thượng vẫn rất tin tưởng hắn. Nhưng hắn cũng biết rõ vì sự tin tưởng này của hoàng thượng cũng có vài phần lớn là bất đắc dĩ. Bởi vì hiện tại hoàng thượng cần một người như hắn, có một số việc cũng chỉ có thể giao cho hắn làm. Làm người tối kỵ nhất chính là được sủng ái mà kiêu ngạo. Hoàng thượng càng bình dị gần gũi, hắn càng phải hạ thấp tư thế, làm việc thật lòng, tận tụy với công việc là cơ bản. Ngoài ra hắn còn phải cố gắng thể hiện sự cung kính, nắm bắt cơ hội bày tỏ lòng trung thành. Vua là vua, còn tôi vẫn là tôi. Hoàng thượng ban thưởng cho hắn không cần quỳ khi gặp. Trong lòng chắc chắn đã rất khó chịu rồi. Tất cả mọi người đều quỳ, chỉ có hắn không quỳ. Để xoa dịu sự khó chịu trong lòng hoàng thượng, việc bày tỏ lòng trung thành là điều không thể thiếu. Hắn không thích trốn quan trường, không có nghĩa là không hiểu quan trường. Muốn khiến cấp trên khó chịu, cách hiệu quả nhất là thân thiết với cấp trên, xưng huynh gọi đệ. Đây cũng là lý do hắn cố gắng tránh tiếp xúc trực tiếp với hoàng thượng, giữ khoảng cách cần thiết, thể hiện thái độ đúng mực của một thuộc hạ. Hoàng thượng đã ban thưởng choán địa vị cao sang, ngang hàng với mình. Nếu người làm bề tôi lại không thể hiện chút thái độ cung kính nào, như vậy thật là không hiểu chuyện, quá kiêu ngạo. Trường Sinh kiêm nhiệm hai chức vụ, không có nhiều cơ hội đi xa. Nhưng lần này ra ngoài, hắn không có tâm trạng du sơn ngoạn thủy, thậm chí cũng không kịp quan sát đời sống nhân dân. Thời gian quá gấp, 5.800 dặm phải đến đó trong 2 ngày 2 đêm. Tính ra 1 ngày 1 đêm phải chạy gần 3.000 dặm. Cho dù Hắc công tử có thiên phú dị bẩm, tốc độ và khoảng cách như vậy cũng là giới hạn của nó. Lại nói thì Trường Sinh chủ trì việc hộ bộ, nhất định phải thông thạo địa lý. Mặc dù nhiều nơi chưa từng đặt chân đến, nhưng hắn vẫn biết rõ từng châu từng quận nằm ở đâu. Dọc đường đi thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy những cột mốc ghi tên địa danh. Chỉ cần nhìn thấy cột mốc, hắn sẽ biết mình đang ở vị trí nào. Người biết cưỡi ngựa không ít, nhưng người cưỡi ngựa giỏi thì không nhiều. Khi mà phi nước đại, người cưỡi ngựa không cần ngồi trên lưng ngựa, mà hai chân đạp vào bàn đạp. Lưng thì cong, mông thì không chạm vào yên. Lưng cong là để giảm sức cản của gió, còn mông không chạm vào yên ngựa là để tránh bị chấn thương do rung lắc mạnh, đồng thời cũng tránh bị đè lên lưng ngựa khi mà ngựa lên xuống.
Người khác cưỡi ngựa đều có roi, nhưng mà Trường Sinh chưa bao giờ cầm roi, bởi vì Hắc công tử căn bản không cần roi thúc giục. Nó có thể thông minh nhận ra ý đồ của chủ nhân, hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc gấp hoặc thong thả. Chủ nhân ngồi yên, nó sẽ thong song dạo bước. Chủ nhân ngồi không yên, nó sẽ phi nước đại. Đúng là không cần roi ngựa tự biết chạy. Hắc công tử có thiên phú dị bẩm, tốc độ chạy vượt xa ngựa thường, chủ yếu là do ảnh hưởng của thị tộc, máu trong cơ thể nó lạnh. Dù phi nước đại đi nữa trong thời gian dài cũng không bị nóng. Hơn nữa thi độc và xà độc còn vô hình chung tăng cường sức chịu đựng của nó. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến nó có thể phi nước đại đường dài. Trường Sinh xuất phát đã gần giữa trưa, đến chiều thì vào quan nội đạo. Quan đạo có một đặc điểm lớn, đó là tất cả quan đạo dọc đường đều xuyên qua thành. Một khi vào thành, đường sẽ hẹp lại, người đi đường sẽ đông hơn, tự nhiên phải giảm tốc độ. Để nhanh chóng thì Trường Sinh cố gắng không đi vào thành, mà không vào thành thì không có đường. Vì chiến sự, khu vực quan đạo gần thành trì ngay cả đường nhỏ cũng rất ít, chỉ có thể đi xuyên qua núi rừng. Đây là một thử thách lớn đối với cả sức ngựa, bởi vì đi trong núi rừng không chỉ cần tránh các chướng ngại vật, mà còn cần phải phản ứng nhanh, tìm kiếm điểm dừng chân từ trước. Nhưng mà những điều này thì không làm khó được Hắc công tử. Nó ung dung né tránh, nhanh chóng nhảy vọt, vượt núi băng rừng, đi như là trên đất bằng vậy. Mặc dù là Hắc công tử có thể ung dung đi lại trong núi, nhưng Trường Sinh không nỡ để nó đi đường núi nhiều, bởi vì trong núi có nhiều dây leo gai góc. Dù Hắc công tử bị thương có thể nhanh chóng lành lại, nhưng bị cào rách vẫn khiến nó phải khó chịu. Cho đến lúc hoàng hôn, phía trước xuất hiện một trạm dịch. Trường Sinh phi nhanh đến đó, bảo người ở trạm dịch múc nước cho ngựa uống. Trong trạm dịch thì luôn có bánh nướng. Những thứ này đều được chuẩn bị cho người đưa thư cưỡi ngựa, để họ tiện ăn trên đường. Trường Sinh mang theo một ít, lại lấy thêm vài cái cho Hắc công tử. Không phải chỉ có Hắc công tử mới ăn bánh nướng, thực ra thì những con ngựa khác cũng ăn được, chỉ là người bình thường không đỡ dùng bánh nướng để cho ngựa ăn mà thôi. Thấy Trường Sinh dùng bánh nướng cho ngựa ăn, người ở trạm dịch xót ruột đến méo miệng. Nhưng hắn không dám ngăn cản, ngược lại còn ân cần mang ra thêm. Lý do đơn giản, Trường Sinh đến giờ liền đưa ra kim ấn của Thượng Thư Bộ Hộ. Đừng tưởng trạm dịch thuộc bộ binh quản lý, thực ra tất cả những trạm dịch trên toàn thiên hạ này đều thuộc về hộ bộ quản lý cả. Đợi cho Hắc công tử ăn uống no say, Trường Sinh lập tức lên ngựa phi nhanh đi. Không ai ăn đồ ăn của người khác mà không phải trả giá. Ngay cả súc vật cũng vậy, ăn bánh nướng của Trường Sinh, Hắc công tử phi nước đại cả đêm cũng chẳng thấy mệt. Cho đến lúc bình minh trời đột nhiên mưa, Trường Sinh chưa thăng cấp tử khí, linh khí không thể phóng ra ngoài và cũng không thể ngưng tụ linh khí để chắn mưa. Chỉ có thể ôm bọc thư họa vào ngực, đội mưa gió tiếp tục lên đường. Trên đường đi qua một thị trấn, không nỡ lãng phí thời gian nghỉ chân trú mưa, hắn xuống ngựa mua một bộ áo tơi nón lá, rồi lại mua thêm một vò rượu, sau đó vội vàng lên đường. Rượu hắn mua đều là rượu mạnh. Rượu mạnh có nồng độ cao, đắt hơn so với cả rượu gạo thông thường. Hắn tự uống một ít, số còn lại đưa cho Hắc công tử. Hắc công tử uống rượu cũng không phải chuyện hiếm, bởi vì hầu hết ngựa đều thích uống rượu, giống như hầu hết ngựa đều thích ăn thức ngon vậy. Giống như con người, ngựa sau khi uống rượu cũng sẽ hưng phấn. Hắc công tử cũng chẳng ngoại lệ. Nó kiêu ngạo hiếu chiến, thích tranh cường háo thắng. Sau khi uống rượu càng thêm hưng phấn, như gió quấn mây bay về phía tây. Nó không biết Trường Sinh muốn đi đâu, muốn làm gì, nhưng nó hy vọng nhanh chóng đưa Trường Sinh đến nơi, để làm nổi bật sự ưu tú của mình, nhận được lời khen từ Trường Sinh. Kỳ thực thì suy nghĩ của nó cũng giống như là một đứa bé muốn được người lớn khen ngợi vậy. Sau khi trời tạnh mưa, Trường Sinh vận dụng thuần dương linh khí làm khô quần áo bị ướt. Cho đến lúc hoàng hôn, hắn đến nơi giao giữa Hà Tây và Lũng Hữu Đạo. Nơi này còn cách đỉnh châu của Lũng Hữu Đạo hơn 2.000 dặm nữa. Cũng bởi vì trời đã tối, cổng thành đã đóng, hai bên thành đều là núi cao hiểm trở. Dù Hắc công tử có thể vượt núi băng rừng, cũng không thể nhanh bằng đi xuyên qua thành. Nên Trường Sinh trực tiếp giơ ra kim ấn của ngự sử đại phu,
bảo lính canh mở cổng thành đi thẳng qua thành. Đến cửa Tây cũng làm như vậy, bảo lính canh mở cổng cho đi. Mặc dù là không cần Trường Sinh tự mình chạy, nhưng việc ngồi trên lưng ngựa suốt ngày đêm vẫn khiến hắn mệt mỏi rã rời. Tuy nhiên nghĩ đến việc ba con ngựa hãn huyết sẽ bị bán đấu giá vào ngày trưa mai, hắn làm sao dám chỉ hoãn nghỉ ngơi, lại tiếp tục lên đường chạy về phía Tây dưới ánh trăng sao. Càng đi về phía Tây, người càng ít và cũng hoang vu hơn nhiều. Nói ngàn dặm không người thì hơi quá, nhưng trăm dặm không thấy làng mạc sống là chuyện bình thường. Dọc đường cũng có không ít núi, nhưng cây cối trên núi đều không nhiều. Cho đến nửa đêm, đi vào một thảo nguyên mênh mông. Trường Sinh là người trong đạo môn, đạo sĩ đều biết quan sát để xác định phương hướng, không sợ lạc đường. Trên thảo nguyên có con sói. Trên đường có bầy sói định đuổi theo vây công, nhưng chúng nào chạy nhanh hơn Hắc công tử, chốc lát đã bị bỏ lại phía sau rồi. Đây cũng là lần đầu tiên Trường Sinh đến Thảo Nguyên. Trước đây hắn vẫn luôn cho rằng Thảo Nguyên toàn là cỏ xanh mướt, nhưng thực tế không phải như vậy. Tây Bắc khô hạn ít mưa, cỏ trên Thảo Nguyên mọc rất thưa thớt. Cộng thêm việc người chăn nuôi thả trâu bò gặp cỏ quá mức, dọc đường nhìn thấy đa số đều là mảng cỏ loang lổ. Cho đến lúc bình minh, Hắc công tử đột nhiên loạng choạng ngã nhào về phía trước. Trường Sinh đã kiệt sức vì cuộc hành trình dài. Đang mơ màng thì cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng vận khí lộn người, đồng thời rút ra Long Uy ra khỏi vỏ, cảnh giác nhìn xung quanh. Điều khiến hắn không ngờ chính là xung quanh không hề có kẻ phục kích. Nhìn lại Hắc công tử vào lúc này nó đang cố gắng đứng dậy, nhưng chân trước bên trái đã bị gãy, sau khi đứng dậy không dám chạm đất. Xác định lúc này không có kẻ địch, Trường Sinh liền tra kiếm vào vỏ, vội vàng tiến lên kiểm tra vết thương của Hắc công tử. Chân trước bên trái của nó đã hoàn toàn bị gãy, may mà vẫn còn da thịt nối liền, chưa bị tách rời. Nhìn xuống mặt đất, có mấy cái hang chuột lớn. Trên thảo nguyên có rất nhiều chuột béo, loại chuột này đào hang để ở, nên hang chuột cũng có thể thấy khắp nơi trên thảo nguyên. Hắc công tử bị gãy chân chính là do trước bị dẫm vào hang chuột. Trường Sinh tinh thông y thuật, đương nhiên cũng biết nối xương. Khả năng tự chữa lành của Hắc công tử cũng cực kỳ kinh người. Sau khi nối xương thì một khắc sau đã có thể đi lại bình thường, một nén nhang sau đã có thể chạy nhảy như bay. Trường Sinh lúc này cũng nhân cơ hội nghỉ ngơi nửa canh giờ. Khi tỉnh dậy thì thấy Hắc công tử đang đuổi theo những con chuột lớn gần đó. Loại chuột này nặng tới khoảng 7-8 cân, không giống chuột bình thường có đôi mắt láo liên, mà trông rất là ngốc nghếch đáng yêu. Chắc là đang tức giận vì chúng đào hang làm gãy chân mình. Hắc công tử đang đuổi theo thì dẫm đạp. Còn những con chuột lớn kia thì chạy trốn bằng cách chui vào những cái hang thông nhau dưới lòng đất. Trường Sinh bèn gọi Hắc công tử trở lại, xác định vết thương của nó lành hẳn, liền lên ngựa tiếp tục chạy về phía Tây. Càng đi về phía Tây thì thảo nguyên dần dần được thay thế bằng sa mạc. Dọc đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những thành trì bị bỏ hoang. Xung quanh ít cây cỏ, càng thêm điêu hiu đổ nát. Nhiệt độ ở đây thấp hơn nhiều so với cả Trung Nguyên. May mà Trường Sinh có thể vận linh khí để làm ấm cơ thể. Cho đến vào giờ tí buổi sáng, cuối cùng hắn cũng có thể nhìn thấy thành Đình Châu nằm trên sa mạc. Đứng ở phía đông thành Đình Châu, đã có thể nhìn thấy sa mạc mênh mông vô tận ở phía Tây. Sa mạc Gobi này còn một ít thực vật, còn sa mạc thì hoàn toàn không có màu xanh, toàn là cát.
Thỉnh thoảng có một cơn gió thổi qua cũng mang theo một lớp cát nhỏ. Nhìn thấy thành Đình Châu không giống với cả thành trì ở Trung Nguyên. Thành trì ở Trung Nguyên đa phần được xây bằng gạch xám hoặc đá xanh, còn tường thành Đình Châu được xây bằng gạch bùn màu vàng, không cao, không kiên cố. Trên tường thành chỉ có lầu canh là có thể đứng người, còn những khu vực khác của tường thành căn bản không thể đứng thẳng được. Tường thành này tuy cũ nát nhưng phạm vi của thành Đình Châu lại rất lớn, người qua lại cũng rất đông. Đa số đều là người ngoại tộc, trang phục cũng khác với người Đường. Vừa quan sát thành trì thì trong lòng Trường Sinh cũng có nhiều cảm khái lắm. Hắn cảm khái không phải bởi vì sa mạc mênh mông hay những phong tục kỳ lạ, mà là việc hắn có thể đến kịp lúc nhờ sự giúp đỡ của quyền lực, tiền bạc và ngựa tốt nữa. Đôi khi vật ngoài thân thì rất hữu dụng. Là người luyện võ có thể không có quyền lực, cũng có thể không có tiền bạc, nhưng không thể không có ngựa tốt. Đại đầu và những người khác trung thành với hắn nhất định phải trang bị cho họ những con ngựa tốt nhất. Sau khi ngắm nhìn một lúc, Trường Sinh cưỡi ngựa đi về phía thành Đình Châu. Vài tên lính canh cổng, quân dung không chỉnh tề, lười biếng đang ngồi ở nơi râm mát bên trong cổng thành, mà kệ người ta ra vào dưới cổng thành, không kiểm tra cũng chẳng hỏi han. Trường Sinh vào thành từ cửa đông. Sau khi vào thành, đi dọc theo đường phố về phía tây. Nhà cửa trong thành cũng đa phần là nhà đất, trông rất là cũ kỹ đổ nát. Phần lớn là thấp bé chật hẹp, không có nhiều nhà cao cửa rộng. Tuy rằng thành Trường An cũng có người ngoại tộc, nhưng số lượng không nhiều. Còn người ngoại tộc ở Đình Châu lại nhiều hơn người Hán rất nhiều. Nhìn tới nhìn lui, 10 người thì có 7-8 người là người ngoại tộc. Hơn nữa, căn cứ vào ngoại hình thì những người ngoại tộc này không phải cùng một chủng tộc, mà thuộc về 5-6 chủng tộc khác nhau. Nơi này dường như thường xuyên có gió. Trên đường phố chất đống không ít cát, các cửa hàng ven đường thì đang quét dọn cát trước cửa. Trường Sinh bèn tìm một người đang quét dọn cát bụi để hỏi đường đến Thái Bình thương hiệu. Thấy Trường Sinh là người Hán, người đó rất nhiệt tình, giơ tay chỉ đường rồi hạ giọng dặn dò. Này, tiểu huynh đệ, đây là lần đầu tiên huynh đến Đình Châu có phải không? Nhất định phải trông coi kỹ đồ đạc của mình đó, nơi này không giống ở Trung Nguyên đâu. Trường Sinh bèn nói lời cảm ơn rồi quay người bước đi. Đi được vài bước, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vội vã ở phía sau. Chưa kịp quay đầu nhìn lại thì người đó đã lướt tới qua vai của hắn. Đối phương vốn định lướt qua vai, nhưng chỉ lướt qua vai chứ không được qua người, bởi vì Trường Sinh đã túm lấy cổ tay người này, mà trong tay người này đang cầm túi tiền của hắn. Trường Sinh quay đầu nhìn rõ mặt người này, nhưng không ngờ lại là một cô gái ngoại tộc, mắt cao mũi sâu, da trắng, tuổi không lớn, chắc bằng tuổi hắn. Trường Sinh quay đầu nhìn rõ mặt người này rồi, ngay khi mà Trường Sinh quay đầu nhìn lại, cô gái đột nhiên hét lên, liên tục kêu la. Trường Sinh không hiểu cô ta đang hét cái gì, bèn quay người nhìn người hầu lúc nãy. Người hầu kia lo lắng sợ hãi nói: Cô ta nói huynh muốn sàm sỡ cô ta đó. Mà cái người vừa rồi sợ rắc rối, sau khi dịch lời cô gái ngoại tộc kia liền quay đầu đi, không nói gì nữa. Trường Sinh cũng không muốn gây chuyện, vốn định lấy lại túi tiền từ tay cô gái rồi thả cô ta đi. Nhưng chưa kịp ra tay thì mấy tên to con hung hãn cầm dao đã xông tới. Những người này thì đều là những người đàn ông ngoại tộc, dáng người cao lớn, mặt mày dữ tợn. Chúng xông ra rồi lớn tiếng chửi bới, vây Trường Sinh ở giữa. Những chuyện này thì đã tương tự xảy ra thường xuyên. Các cửa hàng hai bên đường và người đi đường không quá ngạc nhiên, vẫn làm việc của mình, chỉ là không muốn gần mà thôi. Trường Sinh quay lại nhìn, tổng cộng có 5 người ngoại tộc đang vây quanh hắn. 5 người này rõ ràng là đồng bọn với cả cô gái móc túi kia. Phân công của nhóm người này cũng rất rõ, có thể trộm thì trộm, không trộm được thì để cô gái vu oan giá họa, tống tiền. 5 người vây quanh Trường Sinh, lập tức dùng tiếng Hán không thành thạo, mắng nhức om sòm, nói Trường Sinh là người Hán không biết xấu hổ,
dám ở giữa đường trêu ghẹo phụ nữ của họ, họ sẽ không để yên cho hắn. Lúc này Trường Sinh đang nắm chặt cổ tay cô gái móc túi. Trong tay cô ta thì vẫn còn cầm theo túi tiền của hắn. Không phải là cô gái này ngu ngốc, quên mất nên vứt túi tiền đi, mà là Trường Sinh đã phát hiện cô ta muốn vứt túi tiền nên đã cố ý nắm chặt tay cô ta, khiến năm ngón tay cô ta co quắp lại không thể duỗi ra được. Trong khi năm người kia đang lớn tiếng chửi mắng, Trường Sinh giơ cao tay phải, đang nắm tay trái của cô gái đang cầm túi tiền để cho mọi người thấy. Đây chính là bằng chứng rõ ràng đủ để chứng minh sự việc. Nhưng mà những người cố tình giả vờ ngu thì không thể đánh thức được. Mặc dù là sự thật rõ ràng trước mắt, nhưng mà năm người kia cố tình gây sự, làm ngơ trước bằng chứng, vẫn tiếp tục chửi mắng, thậm chí còn có kẻ cầm dao tiến lên định ra tay nữa. Trường Sinh thì vốn không muốn ra tay, nhưng Hắc công tử ở bên cạnh cảm thấy được nguy hiểm. Thấy có người đến cầm dao đến gần, theo bản năng đã tung vó đá bay một người trong số đó. Thấy đồng bọn bị tấn công thì những người còn lại lập tức xông lên. Những người đàn ông ngoại tộc này hung hãn tàn bạo, vung dao nhắm thẳng vào đầu vào mặt Trường Sinh. Phát hiện ra những người ngoại tộc này muốn lấy mạng của mình, Trường Sinh không do dự nữa. Tay phải vẫn nắm chặt cô gái móc túi, vừa đá vừa đạp, lần lượt đá bay bốn người còn lại. Lần này Trường Sinh ra tay rất nặng, chính xác là chân ra tay rất nặng. Mấy người bị đá bay đập vào các cửa hàng và những quầy hàng hai bên đường, làm náo loạn cả một khu vực. Sau khi ngã xuống đất thì khóe miệng đều chảy máu, kêu la thảm thiết. Trường Sinh cố ý ra tay nặng như vậy, đá họ vào những vị trí cũng đã tính toán từ trước. Hắn vốn là có thể tránh các cửa hàng và quầy hàng hai bên để họ không bị tổn thất, nhưng lại cố ý đá mấy tên người hồ này vào đó để phá hoại. Lý do đơn giản, hắn không muốn để cho những người thờ ơ đứng ngoài cuộc có kết cục tốt đẹp. Sau khi đá bay bốn người, Trường Sinh chậm rãi đưa tay lấy lại túi tiền của mình từ tay cô gái, sau đó ném cô ta ra ngoài rồi đeo túi tiền lại vào thắt lưng. Sau khi đeo túi tiền xong, Trường Sinh tiếp tục đi về phía trước. Các chủ cửa hàng xung quanh thấy hắn muốn đi, vội vàng chạy ra hô hoán ngăn cản lại, yêu cầu hắn phải bồi thường thiệt hại. Sau khi thắt chặt túi tiền lại, Trường Sinh tiếp tục lên đường. Lúc này thì Trường Sinh vẫn còn khoác áo tơi, đội nón lá. Vừa nghe tiếng ồn ào, hắn dừng lại, quay người cau mày nhìn. Đồ của họ bị bọn họ làm hỏng, các ngươi dựa vào cái gì mà đòi tao bồi thường? Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy không dám gây sự với bọn họ, nhưng lại dám gây sự với ta sao? Nghe thấy những lời cứng rắn của Trường Sinh, lại thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn, mấy chủ tiệm sợ hãi lùi lại, không dám la hét ngăn cản nữa. Những tên hồ nhân bị đánh thì vẫn luôn kêu la inh ỏi. Lần này chúng không nói tiếng Hán nữa, mà dùng tiếng địa phương của mình. Trường Sinh tuy không hiểu chúng đang nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt của chúng, hắn đoán chúng đang gọi người đến cầu cứu. Quả nhiên chưa kịp ra khỏi con phố thì hai bên đầu đường đã xuất hiện rất nhiều người hồ. Lần này toàn là những người đàn ông lực lưỡng, tay cầm vũ khí sắc bén, ít nhất cũng có khoảng 20-30 người. Thấy người hồ xuất hiện từ đầu đường và cuối phố cùng lúc, chặn Trường Sinh lại. Các cửa hàng hai bên đường lập tức đóng cửa. Người đi đường cũng chạy vào các cửa hàng hai bên trốn. Cả con phố lúc này cũng chỉ còn lại có người hồ và Trường Sinh đối mặt với nhau. Biết không thể giải quyết êm đẹp, Trường Sinh từ từ rút dao ra khỏi vỏ. Chính vì có quá nhiều người chỉ biết giữ mình, quá nhiều kẻ tự cho là mình thông minh mà thờ ơ với mọi chuyện, nên là những kẻ xấu xa trên đời mới dám ngang ngược, mới không kiêng dè như vậy. Nếu bắt nạt Trương Tam, Trương Tam liều mạng với hắn. Nếu bắt nạt Lý Tứ, Lý Tứ cũng phải liều mạng với hắn, thì kẻ xấu làm sao còn kiêu ngạo được nữa. Mà những tên người hồ nghe tiếng chạy tới ban đầu là từ đầu đường vào cuối phố chạy về phía Trường Sinh. Thấy hắn vừa rút đao ra khỏi vỏ, lập tức dừng lại đầy căng thẳng. Nhưng chúng không phải là người hiền lành, tuy rất căng thẳng nhưng vẫn từ từ tiến về phía của Trường Sinh. Trường Sinh ngẩng đầu nhìn trời, xác định vẫn còn thời gian,
bèn đứng tại chỗ chờ đợi những người này tới. Hồ Nhân thật sự đến rồi, Trường Sinh cũng thật sự ra tay. Năm đó La Dương Tử từng nói với hắn, nên ra tay thì ra tay, đừng có ủy khuất chính mình. Nếu cứ luôn nhẫn nhịn đến cuối cùng thì nổi giận đùng đùng, ra tay giết người. Chỉ bằng ngay từ đầu đã ra tay, mình không bị ủy khuất thì đối phương cũng không đến nỗi vì được đằng chân nâng đằng đầu mà mất mạng. Trường Sinh không giết người, nhưng hắn cũng không nương tay. Ai cầm lưỡi dao chém hắn, hắn liền chặt đứt cánh tay cầm lưỡi dao của đối phương. Đạo gia theo đuổi sự cân bằng và công bằng. Người ta muốn chém ngươi, đánh đối phương một trận thì hơi nhẹ, giết đối phương thì hơi nặng, chặt một cánh tay là vừa đủ, đó chính là độ. Đạo sĩ cả đời tu hành chính là để nắm giữ cái độ này. Không ai là thật sự không sợ chết. Sau khi chặt hơn 10 cánh tay, những kẻ còn lại sợ đến tè cả da quần, bỏ chạy tán loạn. Trường Sinh tra đao vào vỏ, men theo con đường mà người lúc nãy đã chỉ, đi qua hai con phố. Cuối cùng thì hắn cũng nhìn thấy Thái Bình Thương Hiệu với lá cờ bay phấp phới. Chưa kịp đến cửa hàng Thái Bình Thương Hiệu thì một đội quan binh đã đuổi theo từ phía sau. Người đứng đầu là một bộ đầu hô lớn: "Kẻ đội lo lá kia, đứng lại!" Trường Sinh nghe tiếng dừng lại, quay đầu. Tên bộ đầu dẫn quan binh nhanh chóng chạy tới, một lần nữa bao vây Trường Sinh. "Tên to gan kia, giữa ban ngày ban mặt ngươi lại dám gây sự trên phố. Còn không, ra tay chịu trói, đỡ phải chịu khổ." "À?" Trường Sinh ngẩng đầu nhìn bộ đầu kia. "Các ngươi có vẻ bắt nhầm người rồi. Gây sự trên phố là bọn người Hồ kia kìa, ta chỉ tự vệ mà thôi. Theo luật của đại đường, phàm những kẻ cố ý giết người, ác ý làm bị thương người khác, cưỡng bức người khác, nếu người bị hại giết kẻ đó thì vô tội. Ngươi là quan sai mà không hiểu luật pháp hay sao?" Bộ đầu kia không ngờ Trường Sinh lại đưa ra luật của đại đường, nhất thời nghẹn họng, sững sờ một lúc thì mới nói: "Những người mà ngươi làm bị thương tuy là người ngoại tộc, nhưng cũng là con dân đại đường ta. Đại đường ta luôn đối xử tốt với cả dân tộc thiểu số. Ngươi làm bị thương nhiều người ngoại tộc như vậy, nếu không nghiêm trị thì bọn họ nhất định sẽ bất mãn làm loạn. Chúng ta phải lấy đại cục làm trọng." "Thiên tử phạm pháp còn xử như thứ dân. Chẳng lẽ dân tộc thiểu số có thể muốn làm gì thì làm, không tuân thủ luật pháp hay sao? Còn chẳng lẽ người Hán chúng ta còn thấp kém hơn cả bọn họ một bậc hay sao?" Trường Sinh thuận miệng mà hỏi lại: "Ngươi?" Bộ khoái không nói lại Trường Sinh. Cũng biết là Trường Sinh võ nghệ cao cường, sợ bức ép quá Trường Sinh sẽ liều lĩnh. Sau khi nhìn quanh quất thì hắn mới hạ giọng nói: "Ngươi từ Trung Nguyên tới, không biết tình hình ở Đình Châu. Ngươi mau mau chạy đi." "Thôi được rồi, ngươi từ Trung Nguyên tới không biết tình hình ở Đình Châu. Ngươi mau mau chạy đi, đám người này rất khó dây vào đó." Trường Sinh vẫn còn chưa kịp nói gì thì một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi đã chạy tới từ phía sau. "Đông gia, có phải là Đông gia không?" Nghe thấy tiếng người nói, Trường Sinh quay đầu lại nhìn người này. "Các ngươi đã nhận được chim bồ câu của Tống Tài rồi phải không?" "Dạ, đúng vậy, đúng vậy." Tên trưởng quầy đó cúi đầu chào Trường Sinh: "Tiểu nhân là Mã Bộ Khuê, bái kiến Đông gia." "Được rồi." Trường Sinh gật đầu quay lại nói với cả tên bộ đầu kia: "Ngươi về trước đi, bảo Lý Đức Tân tới gặp ta." Lý Đức Tân chính là thứ sử Đinh Châu. Thấy Trường Sinh dám trực tiếp gọi tên của Lý Đức Tân, bộ đầu này kinh ngạc nghi hoặc: "Hả? Nói vậy là ngươi quen Lý đại nhân nhà ta sao?" Mã Bộ Khuê của Thái Bình Thương Hiệu hình như có quen với bộ đầu đó. Thấy bộ đầu vẫn còn nghi hoặc, bèn chạy tới nói nhỏ với hắn vài câu. Sau khi nghe Mã trưởng quầy nói xong, sắc mặt của bộ đầu đó lập tức thay đổi, liền quỳ dập xuống: "Dạ, tiểu nhân Ngô Tư Trạch xin bái kiến tướng quân, tại hạ có mắt như mù." "Thôi, đứng dậy đi." Trường Sinh thuận miệng nói, sau đó quay sang hỏi Mã trưởng quầy: "Đấu giá ở đâu?" Mã trưởng quầy biết Trường Sinh đang nói điều gì, bèn trả lời: "Dạ bẩm đại nhân, Đại Diệu Hóa Trường ở thành Bắc ạ." Nghe Mã trưởng quầy nói, Trường Sinh liền nói với cả bộ đầu:
Ngươi về nói với cả Lý Đức Tân, ta đã tới. Bảo hắn mang theo phủ binh và bộ khoái của bản bộ đến đại diệu hóa trường. Lát nữa ta sẽ đến đó. Bộ đầu nghe vậy liên tục đáp vâng vâng, sau đó quay người định đi. Khoan đã. Trường Sinh đột nhiên nhớ ra một chuyện, bèn gọi hắn lại. Ngươi phải nhớ rằng làm quan sai, lẽ ra phải công minh nghiêm chính, phân biệt đúng sai, không thể lẫn lộn đúng sai được. Dạ vâng vâng vâng. Đại tướng quân dạy rất là đúng, tiểu nhân ghi nhớ rồi ạ. Bộ đầu đó căng thẳng đáp lời, lo lắng mà rời đi. Mã Trường Quầy thì đã sớm nhận được chim bồ câu của Tống Tài từ trước, nên đã có sự chuẩn bị. Chuẩn bị chỗ ở và cơm nước cho Trường Sinh. Đợi bộ đầu kia dẫn quan binh rời đi rồi, thì Mã Trường Quầy vội vàng mời Trường Sinh vào Thái Bình Thương Hiệu, dâng nước, dâng trà, dọn rượu, dọn thức ăn. Trường Sinh đã 2 ngày 2 đêm không chợp mắt, so với cơm nước hắn càng cần nghỉ ngơi hơn. Nhưng cái buổi đấu giá sắp bắt đầu, lát nữa hắn phải đến hóa trường ở thành Bắc và cũng chẳng có thời gian để nghỉ ngơi bây giờ. Trong lúc Trường Sinh ăn thì Mã Trường Quầy nhân cội nói với hắn về những việc liên quan đến buổi đấu giá, bao gồm cả tình hình của 3 con ngựa hãn huyết. 3 con ngựa hãn huyết là 2 được 1 cái, con cái đã mang thai. Thời gian mang thai của hãn huyết là 360 ngày, 2 tháng nữa con ngựa con đó nhất định sẽ sinh.